thực hiện việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm góp phần đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trục lợi an sinh xã hội. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân. Đến nay, tổng số đối tượng hưởng chính sách tại Hưng Yên là trên 85.000 người, trong đó có tài khoản là trên 73.000 người, đạt tỷ lệ trên 85%. Triển khai chi trả qua tài khoản cho trên 71.000 người với số tiền trên 157 tỷ đồng, đạt gần 98%. Một số địa phương có tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đạt 100% như thị xã Mỹ Hào, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cử.